thuốc chỉ hút hết chất dầu, làm cho làn da bị khô khó chịu và sẽ kích thích tuyến dầu để tiết ra thêm chất dầu sau chỉ một vài tuần. Khi dùng thuốc sau chỉ một vài tuần, làn da sẽ bị lột da non và sẽ bị nám. Vì lý do đó, Kimberly không khuyến khích quý vị dùng thuốc để chữa mụn. Và cũng vì lý do đó mà Kimberly đã bào chế ra phương pháp Apogee để chữa mụn. Khi dùng phương pháp Apogee, chẳng những quý vị không bị bào mòn, không bị nám, mà còn được chữa mụn tận gốc. Vì phương pháp Apogee sẽ target chính xác hai nguyên nhân quý vị bị mụn, đó là chất dầu và chân lông. Hãy gọi ngay hôm nay để mua phương pháp Apogee. Quý vị mua trên 250 đồng sẽ được tặng một máy facial rất cần thiết để giữ sạch chân lông và làm sáng da, và sẽ được tặng một hũ Acnizac để làm chìm ngay những mụn mới và để chứa thẻ quà tặng có giới hạn. Hãy gọi ngay 1-888-337-7264. Tôi bác sĩ Kimberly xin kính chào quý vị. Chương trình này là chương trình chữa trị thành công với phương pháp Apogee. Hai kỳ trước, chúng tôi có dịp trò chuyện với chị Mai, một người khách thật của Apogee, về vấn đề chữa trị da. Và chị đã lên chia sẻ về những quá khứ của chị đã mang lại làn da bị hư hại, và sau đó phương pháp chữa trị thành công với Apogee. Sau hai chương trình vừa qua, Kimberly có hứa biếu cho chị một ngày làm đẹp với người makeup artist Gordon Bun. Và sau đây Kimberly xin trước hết tâm sự một vài lời với Gordon Bun trước khi mời chị Mai ra. Chào Gordon và cảm ơn Gordon đã đến với chương trình và đã bỏ nhiều thời giờ với chị Mai. Cho chị biết cái thời gian vừa qua em spend time, em đã trang điểm với, hay là hướng dẫn trang điểm với sản phẩm Apogee. Em cảm thấy như thế nào sau khi spend time với chị? Thì em thấy những cái gì cần phải học hỏi cho phụ nữ thì chắc khá nhiều. Chị cũng đặt nhiều câu hỏi với em, thì em thấy như thế nào, em chia sẻ. Gordon được một ngày một bữa với chị Mai, và Gordon rất là vui tại vì Gordon được hướng dẫn chị Mai dùng mỹ phẩm của Apogee. Uh-huh. Và hướng dẫn cổ dạy một cách làm makeup tự nhiên giống như mỗi ngày đi làm được, cổ tự làm được luôn á. Vậy rất là tốt. Thì em để ý là khi chị Mai trang điểm, thì trước khi trang điểm thì em để ý làn da của chị bây giờ quá đẹp phải không? Dạ đúng rồi. Thì Gordon được thấy cái hình before và và trong sau khi sửa là đã thấy là quá đẹp rồi. Nhưng mà Gordon nói là bây giờ không có nhiều khuyết điểm để che, nhưng mà chỉ có vài chỗ vết nhăn hay là những cái bóng quần mắt nó có bóng tối ở dưới đó, là mình làm những chỗ tối sáng ra thôi. Vậy thì chị Mai là chắc em biết, không biết là em có biết với lại khán thính giả có biết là chị Mai là 60 tuổi. Wow. Đã người 60 tuổi mà phải nói là chắc chắn là cũng có nhiều cái khuyết điểm, hoặc là có nhiều khi chị không hài lòng. Thế tại vì Kimberly hay nói là cái chuyện làm đẹp là cái chuyện của mỗi người. Nếu quý vị thấy quý vị đẹp là đẹp, là quý vị đẹp, chứ không cần phải sửa dùng vì một người khác, phải không? Nhưng mà chị Mai có nêu ra vài cái khuyết điểm, và sau đây là chị rất là excited, chị muốn mời chị Mai ra để chị coi cái phần after nó như thế nào, và em đã giúp chị biến đổi thành một người đẹp như thế nào. Chắc chắn quý vị khán thính giả cũng mong chờ. Thành ra chị muốn trò chuyện cái phần đó sau. Vậy thì chị Kimberly xin mời chị Mai. Dạ, xin mời chị Mai ạ. Hello chị Mai. Chào bác sĩ Kimberly. Đẹp quá à. Chào bác sĩ. Rồi bây giờ sau khi chị đã bỏ thời giờ, spend một chút xíu thời giờ với Gordon để học hỏi về trang điểm, thì Kimberly thấy làn da của chị quá đẹp đi. Chị có những cái lời yêu cầu nào mà chị đã gửi đến Gordon trước khi bắt tay vào việc? Có những cái điểm gì mà chị không hài lòng về làn da hay là về
nói chung về da mặt của chị mà chị muốn Gordon giúp chị nói ra cho em nghe. Thì trước khi gặp Gordon thì mình cũng có những cái thắc mắc là cái làn da của mình nó có khuyết điểm gì để nhờ Gordon giúp giùm. Thì Gordon nói là nước da của mình hiện giờ là rất là đẹp, không cần phải làm gì nữa. Nhưng mà với cái tuổi tác 60 của mình thì nó có những cái khuyết điểm như là bọng mắt hoặc là những cái vùng tối trên gương mặt. Thì Gordon sẽ dùng cái mỹ phẩm của Apogee để bọng mắt là ngay đây phải không? Bọng mắt ở đây thì thấy và như những thế cái nào thì thấy nó hơi trước khi trang điểm. Trước khi trang điểm thì nó rất là nặng. Và nhờ Gordon dùng cái mỹ phẩm của Apogee để che đi. Rồi bây giờ chị thấy như thế nào? Tại vì Kimberly nhìn đây thì thấy bọng mắt đâu có còn gì đâu, cũng như là người thường thôi, phải không? Thì ai cũng có một chút xíu shadow khi mình make up lên đó. Nhất là mình có tuổi nữa thì nó càng rõ hơn. Thì bây giờ chị hài lòng với cái phần đó không? Nhưng mà sau khi được Gordon giúp thì nhìn vào gương thì thấy nó rất là hài lòng. Với cái tuổi mình bây giờ là quá đẹp rồi. Thì Gordon, tại sao chúng ta hay bị cái bọng mắt ở dưới? Cái bọng mắt là vì là cái túi mỡ đó, nó làm cho nó u lên. Rồi ở dưới cái túi mỡ thường thường là có cái shadow, cái bóng ở dưới đó. Thì mình đánh á, nhiều khi mình đánh kem che khuyết điểm á, đánh chồng lên trên cái bọng mắt á thì nó thấy nó sưng hơn nhiều hơn. Mà cái bóng, cái shadow ở dưới vẫn còn. Gordon dạy chị Mai đánh một cách là cái chỗ tối á, mình đánh cho nó sáng ra. Rồi có nghĩa là cái bọng ở trên á thì nó nổi lên á thì mình không có động tới. Mình chỉ đánh cái khúc mà ở dưới cái bọng mắt á là cái bóng tối đó, mình đánh cái kem che khuyết điểm của Apogee. Đánh lên cái chỗ cái bóng tối đó thì nó làm cái bóng tối sáng ra như là những cái da xung quanh á thì thấy nó không bị lúng vô. Đó thì lúc mà mình lấy cái bóng ra rồi cái mặt mình nó nhìn trẻ hơn và sáng hơn. Em đang ngắm chị đây. Nhìn thấy chị quá trẻ không? Thì Kimberly xin để trên màn hình cái hình trước và hình sau. Đây là hình sau. Và bây giờ một cái mà để cho chị nói trước nha, có cái gì chị hài lòng nữa về cái ngày trang điểm của chị? Chị học hỏi được gì? Mình học được rất là nhiều điều. Cái thứ nhất là cái cách để mà mình che khuyết điểm. Khuyết điểm của mình thì hồi xưa giờ là mình sử dụng, mình xài theo cái cảm tính của mình không. Nhưng mà nhờ Gordon giúp dùm là cái cách để mình che nó như thế nào. Che cái vùng tối và cái vòng mắt của mình như thế nào. Với cái sản phẩm của Apogee thì mình sẽ sử dụng làm sao. Gordon, những cái màu này là màu tuyển, tất nhiên là không cần phải suy nghĩ gì cả, phải không? Đúng. Là mình đã tuyển những cái màu mà thích hợp với làn da Á Đông. Tại sao đây là cái concealer mà tại sao Gordon chọn cái concealer mà màu đậm hơn cái màu da? Là tại sao vậy? Thường tại sao thường nó không phải là màu da? Tại vì màu da đó là tại vì nó có chỗ nổi và chỗ lúng, chỗ nổi chỗ sâu. Đó, những chỗ sâu thì nó sẽ bị tối, mà mặt mình có nhiều chỗ tối là có nghĩa là nó tối mặt mình hơn mà vừa già nữa. Đó, thì muốn làm cái nét cho sáng ra mà vừa trẻ hơn á thì Gordon lấy cái màu lợt á, Gordon đánh trong cái chỗ tối để lấy cái chỗ tối tạo sáng cho cái chỗ tối. Và cái chỗ nào mà nổi quá đó, giống như là cái bọng mắt á, nó sưng ra, lấy cái màu đậm mình để lên. Nhưng mà cho Kimberly ngắt lời là đây cũng là cái sản phẩm mà quý vị có thể dùng để che những cái khuyết điểm như là nám hay tàn nhang, phải không ạ? Đúng khi rồi. Chúng ta che thì chúng ta phải dùng cái màu nào đậm hơn cái làn da mới che được, chứ nếu mà mình dùng cái màu lợt hơn á. Đúng rồi, cái màu trước nhất á nó hai cái khác nhau là gì nè. Cái thường thường á mình che cái chỗ tối á, cái gì giống như là bị thâm hay là bị mấy cái đồi mồi hay là những cái bọng mắt á thì mình đánh cái màu lợt ngay chỗ đó, chỗ tối không. Mà những cái chỗ khác á, giống như mà bị thâm, hơi thâm nhẹ nhẹ đó, thường đánh cái màu tiệp da hay là đậm chút xíu thì nó trước, xong rồi bắt đầu đánh một lượt chồng lên trên, nó hơi dịu như tương đối là cái màu đó là nó tuyển rồi thì nó dễ hợp da mình lắm. Cảm ơn Gordon, ý kiến rất là hay và chúng ta chắc chắn có học hỏi được vài chiêu từ Gordon Bành. Thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly,
tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta. Xin gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264, để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Vì Lan kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, thường thường nếu mà chúng ta có thể đoán được tuổi nhau thì nó quá là dễ, bởi vì chúng ta chỉ cần nhìn vào cái cổ, và thưa quý vị, cái cổ cũng như là phần trên của ngực nó nói lên cái tuổi của quý vị. Vậy thì không nên để cho ai có thể đoán được cái tuổi của quý vị bằng cách dùng kem Neck and Decollete của công ty Apogee. Thưa quý vị, kem này sẽ giúp cho quý vị chống nhăn cũng như là không làm cho cái cổ quý vị chảy xệ. Thường thường chúng ta thoa kem ở trên mặt nhưng quên vùng cổ cũng như là cái vùng trên ngực, thì thưa quý vị, kem Neck Decollete của công ty Apogee sẽ giúp cho quý vị có một cái làn da cổ và phần trên của ngực rất mịn màng và không ai có thể đoán được tuổi quý vị hết. Xin quý vị gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888 337 7264, 1888 337 7264. Đừng để ai có thể đoán tuổi quý vị khi nhìn thấy cổ và vùng trên ngực của quý vị nhé. Vi Lan kính chào quý khán thính giả. Ngày hôm nay với một chương trình promotion rất là đặc biệt, nếu làn da của quý vị bị khô, bị ngứa, bị đỏ thì như vậy là cái làn da của quý vị không được khỏe. Thì thưa quý vị cần bộ cấu tạo da. Bộ cấu tạo da sẽ giúp cho cái làn da của quý vị được khỏe, để giúp cho cái làn da của quý vị không bị nám. Và khi nám thì quý vị dùng thêm cái loại kem tẩy nám. Và nếu ngày hôm nay quý vị mua kem tẩy nám cộng với lại bộ kem cấu tạo da thì quý vị sẽ được tặng một cái chai chống nhăn trị giá $80. Tại sao bác sĩ Kim Linh muốn tặng một chai chống nhăn? Bởi vì khi làn da quý vị bị đỏ, bị khô, bị ngứa là cái làn da của quý vị nó sẽ chảy xệ và nó sẽ nhăn rất nhiều ở hai bên mép cũng như là bên khóe mắt. Và xin quý vị gọi nhanh nhanh mua một bộ cấu tạo da cũng như là một bộ tẩy nám trên 300 đồng, quý vị sẽ được tặng một chai chống nhăn. 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264.